Chào cả nhà, bữa nay con gái nó nấu cơm gà Phú Yên ở quê mình, coi thử nó tay ngờ nó thử như thế nào. Bây giờ đây mình cùng ăn với cái gia đình của mình. Xin mời cả nhà cùng ăn bữa cơm gà do bà xã nấu tiếp đãi mẹ vợ từ Việt Nam sang Đức. Nói mà vòng tay thưa ai vậy anh? Thưa. Cô mời anh mẹ cái chú ăn cùng nghe đừng có con nha. Thì thôi mình cũng xin mời cả nhà ăn bữa cơm gà cùng với gia đình. Thì đây là cái món cơm gà đặc sản ở Phú Yên Mặn nha. Mặn không có học nhưng mà ăn rồi mình để ý á. Bên trước mình làm theo nhưng mà ngon dở không cũng tùy theo khẩu vị từng người nữa. Thôi má ơi má. Tụi con gái là vừa nó cho một cái đùi gà đây. Cả nhà, cái đùi gà ăn 3 ngày nè. Má ăn cái đùi đó xong rồi má về Việt Nam nhớ đời. Nhớ đâu cái đùi gà đây. Còn lông không má? Không. Cái lông măng măng nó khó nhổ. Má ấy đưa con cắt cho. Không, đưa đây, đưa má ăn từ từ. Gặm một cái đùi gà, răng đi, đùi ở lại, mới lại. Chứ không phải răng đi nếu ở lại hả? Răng đi nếu ở lại. Còn má mà ở qua Đức có một cái răng ở dưới đây này nó lung lay. Hồi bữa qua bên Hà Lan ăn tôm hùm mà chị không có dám cắn. Mặn kêu chứ chị. Má má cắn một cái con tôm hùm mà cho nó đẻ, nó múc răng ăn. Chị nói con ơi, má cắn má sợ nó rớt cái răng quá. Nó đang lung lay. Ngon hả vợ? Ngon hả? Ngon, ăn nhiều vô. Má ăn thử với má, muỗng kìa. Có má muỗng không thích cái trời. Má, ăn mắm gừng nè, cái mắm đó. Mắm gừng nè, chứ mắm gừng vô vô, chứ mắm mùa qua. Nó không có ngon. Không, chứ mắm mùa qua còn chút. Cái ăn gì thì lát ăn cà rốt ha. Bà cho. Có đây, cà rốt ăn xong. Đợi em cho ăn cà rốt em nhiều lắm. Má má tưởng đâu con thích ăn cà rốt, không thích ăn cà rốt. Nữa ăn cà rốt nữa không? Rồi ăn hết rồi má má cho con dứa. Cuốn vô đây. Gì má ăn con gà mà má cuốn vô bánh tráng vậy? Chấm cho nó ngon con. Cô cũng lên thử em nó bồi. Ngon lắm con ạ. Thịt còn dưới nha má, thịt xé còn dưới á. Rất là nhiều thịt xé luôn nhưng mà anh nhanh là nói sợ má ăn cái đùi gà không hết. Được con cắt cho con. Thôi đưa 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 má gặm nó hay không? Hay. Anh ơi em sợ rớt cái răng của bà má. Cái gói bây giờ đứt cũng được. Đứt gói đại cho đứt cái răng cũng được. Còn mắm anh mắm sao? Ngon. Chân tay đồ lên má ơi má, má má thử cái chén mắm không, nè còn ý, gừng má, không trong đây nè má chớ nãy vô trong cái chén mắm này trộn cho nó hết chén mắm cho bột ngọt không à trời ngon hả chứ ngon chân tay áo đồ lên cho đàng hoàng ăn cho nó anh mẹ chú bây giờ con bụng chú lắm nó hoài coi bịch trước bịch trước ô thì có thì đây có xì dầu á biết tôi có xì dầu á đây nè đây này con đây là spoon. Ngon không không? Một cái bánh. Ok. Ăn thử à? Ngon. Cắt vô biếng. Ngon. Đâu ai nói không ngon đâu. Cuốn nhiều. Hầu giọng được nấu, bây giờ nấu ngon rồi cho tay ngờ cứng rồi đó. Nhưng con ta chơi một điều. Nếu mà con ra tay thì nó trọn vẹn hơn. Lúc mà con làm gà xong ăn trưa anh nhanh á, con làm gạo rồi xong á, ăn trưa anh nhanh đổ chút nước vô trong gạo ra nấu á. Con quên dặn anh nhanh là gạo này nó dẻo hơi dẻo, cho ít nước lại. Quên dặn anh chớ hơi hơn xíu thôi cái gạo nó kiểu như nó hơi mềm hả anh? Có cái gạo đây nó dẻo sẵn đó con à. Mới dài được rồi. Cái này mấy người già ăn là ok luôn á, khỏi sợ rụng răng. Chẳng hạn như má. Đâu có sợ rụng răng. Cái mà vợ tới tại vì gạo đây nói mà rồi dẻo gạo nó dẻo làm sao cho nó ráo được con. Má thưởng thức bữa nay giữa con gà chỗ con gái của má nấu sao? Nhất hàng Trạng Quyên. Nhất hàng Trạng Quyên. Ngon. Ngon ha. Tại má ăn nhiều vô, ăn hết cái đùi gà về rồi mai mốt về Việt Nam nhớ. Nhớ lại cái thời cái lúc sang Đức này hầu ở Việt Nam con gái nó không nấu cho dưa cơm hay cho nộp cơm ăn, rồi qua này con gái nó nấu được cho dưa cơm ăn. Nhắc lại má nói cho làm biếm sư làm biếm đại luôn cho sư gì mẹ ăn thử cái đuôi má từ từ papa vi ai bên này xuống
Ai nói nào? Zwölf. Ich bin ein Jahr alt, weißt du? Nè. Weiß er nicht. Hấp miếng nước canh vô mà. Lừa kéo nè con cắt cho. Chứ bẻ làm sao được. Được. Này, cái đó đưa nó cắt ra. Rồi bây giờ đưa nó cắt ra. Chơi cái này nó dai lắm, bẻ không được đâu. Rồi đưa nó cắt cái chỗ nhượng nó ra rồi. Rồi có cần kéo cắt nhỏ nhỏ ra nữa không? Không. Hay mà dùng tay xé hả? Tay xé ra. Ồ, gà nó dai cháu không? Gà dai mà gà già mà má. Nếu như không cắt ra mà gà nguyên cái đùi gà chắc đi răng thiệt á. Thì bên nước này vợ chồng của ăn gà già không à, gà non á, nấu súp đồ vậy rồi mở cái thịt cho nó bảy nhạt à. Còn gà này là yeah, mình vừa nấu mình lấy nước, mình vừa nấu mình lấy cái thịt luôn. Ăn gà này á, thì nó ngon hơn. Nhiều quá lắm. Nhiều quá. Quậy lá cho, quậy lá cho. Lấy con đăng cơ hoài con trai rồi con. Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại nó to lên trong bài tục cứu chú nghe cho sao nè. Tạm trơn không ạ? Bà ngoại muốn nói tiếng Đức à? Bà ngoại đi học tiếng Đức đi. Kiểu ông hàng xóm nắp bè, ông thổ, ông dạy cho mấy chiêu. Ông đầu tư cho. Gái Út ăn ngon, gái Út. Ăn nhiều vô. Dạ ngon. Má ăn được không? Ngon mà. Trộn chung với nhau rồi má. Mỗi người ăn mỗi cách. Để chua đồ trộn. Em muốn ăn cái trộn thì em trộn, còn mỗi người ăn mỗi kiểu mà. Đúng á. Biết ăn nữa không? Tôi đang ăn được không? Ăn được không? Mình xuống bới. Ừ. Ừ. Ăn nào. Mà chấm ép lấy muỗng đây. Ok. Đó, chấm riêng rồi em. Làm đặc gặp luôn nè. Gừng, ớt, tỏi, chanh, đường, bột ngọt đầy đủ. Mời ông bà cô chú cái đùi gà. Ăn con. Thịt dao ngon. Cái trường nó cứng lắm nó còn không? Ừ. Cái trường già thì nó cứng lắm. Trường mới gặp trường làm gì? Thì giải nó cứng lắm. Thật tư. Cái tương cứng. Quài cô cải không anh em? Hả? Quài cô cải không? Ờ. Thịt đây thịt năm. Thịt gì? Thịt ớt nè. Cái ớt nè nó mềm nè đó. Ba nữa con ăn đi nhiều lắm, má ăn nữa đâu, ở dưới kia còn một dĩa là. Mà con sợ bỏ nhiều quá ăn nó ngán. Bỏ được chưa? Còn mang đậu, rau ngon. Ăn được đâu bà. Ăn được bà. Ăn hết vô con. Má đâu có. Con xuống có thân lại. Trời, cái thân này sâu quá sâu. Cứ mưa suốt. Nhanh là ít mưa nhiều nhưng mà hôm qua còn cút tại con đẹp xe đẹp. Nhanh chút chị, mưa chút, mưa nhiều hơn nắng. Mùa hè mà mưa không? Chắc tháng 8 đây đầu tháng nắng, nó tới tháng 9 á. Thôi em nhiều, cho cháu rồi đi học. Chưa biết được mà. Cho cháu đi học cho nó thoải mái. Như con cũng nghĩ là thời tiết năm nay nó vô hè muộn trong này nè. Cái lạnh đi lạnh lên trường cũng lạnh. Mà con gà mà lấy ra chút nước mà nó không ngọt thì sao má? Có da. Có da cũng ngon. Thôi to đi to hấp bừng chén hấp luôn để cho. Ngon quá mà này má mai nấu rất là ngon. Mama nước thì đã rồi. Nước mama hầm gà con. Thì sao ạ? Ngon quá. Ngon hả?
gì mà con gà. Anh thích món cái cần này. Thơm bà lăng này. Kéo tay hả con? Kéo tay hả con? Sao mà ăn cơm gà mà đổ vô nước canh vậy hả? Luôn. Chả mau thấy. Hoài nói ông bà lăng, ông bà lăng. Ông bà lăng mau thấy. Ăn vậy lắm ngon. Đố lúc này là một đá nha, con nấu khá là nhiều dữ á, có đổ vô không? Ăn cơm đi, ăn cơm thịt vô con. Bưng hấp hỏi cơm muỗng. Có muỗng, còn muỗng đây hả? Wow, đã quá. Dạ, gió cho anh. Nhìn nhìn con. Con làm cổng cổng á, cái mít nó thu vô á. Nó làm cổng cổng trước à. Nó giỏi với bà. Dạ, giờ đại này ăn giỏi. Thì là giỏi nó cũng giỏi. Cái tù ra cũng giỏi. Không. Cái tù ra ăn dở quá. Ăn nhanh nè, ngầu quá. Má bà trợ cái đũa không ăn, bà gắp xương bà bỏ vô, sau đó lấy lại. Má bà trợ lại cái đầu đũa ăn xong mình đẩy đồ ăn ra. Nó trợ. Chủ mua đen gì không biết không? Nó trợ, gắp không có được, đẩy à, không được. Nước má đâu? À, nãy với ăn mà quên, đây cho nước má nè, con rót cho. Nãy với ăn mà quên con nước. Con uống nước. Con uống nước con, này hả? Con làm món cô la. Cô la đâu? Không có cô lê nữa. Đây, cô uống ở đây. Không cô lê nhiều không tốt đâu. Cô con này. À, mà uống đi. Uống xong rồi hút thuốc, rồi uống nước trà nữa, ngủ uống giấc. Ăn cơm gà, uống vitamin. Bồi bổ vậy chứ bồi bổ sao cả nhà. Ô, đi mai bà bà uống khô lậu nên uống bia hả? Nó quen mắt rồi. Không ngủ trưa được. Ở Việt Nam con gọi giờ má lúc nào ngủ trưa đó. Ngủ trưa đó. Đúng giờ, đầy quá giờ. Này nó không quen nhưng mà con cháu rồi nó quậy á. Trưa nó không ngủ nó quậy. Đưa cho ba con. Con như tụi mình đấy là đúng trưa là đủ hết. Đuổi ra ngoài hết. Nói chung vô phòng đóng cửa ngủ. Đóng cửa đâu ai đâu vô. Ngủ không còn mầm mà ngủ khoảng 15 phút 10 phút rồi. Ở bố quậy quậy cũng đóng cái đài bên đây bố quậy cũng có thật khó mà. Vậy là bữa nay con ở qua nha. Hả? Thì thôi cả nhà, thì cái bữa ăn của gia đình mình cũng đã xong nha. Cảm ơn cả nhà đã bỏ chút xíu thời gian xem. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.